Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ đánh viewer cái bạn Sushi Notch. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là Abigail các bạn, ma cà rồng mới ra mắt. Và đây là Abigail của mình, có vẻ hơi phèn với những di chuyền và giày chưa có mắt xin mời. Nhưng mà thôi kệ đi, để coi có chuyện gì xảy ra với Abigail. Chủ yếu là lấy cái nội tại bất tử thôi các bạn. Ok, trận đầu tiên các bạn, mình là chúng ta có Izeria lửa, Izeria Moonlight và Flame Moonlight. Thì đơn giản thôi các bạn, mình chỉ cần outspeed với Silas, Eda bay lên và Vildred sẽ tiêu diệt hết tất cả. Rồi đơn giản. Tiếp bên dưới mới là tiếp mục chính là các bạn, chúng ta có Bologna Moonlight, Luluka Moonlight và Sermia Moonlight. Thì như vậy chúng ta sẽ dùng Abigail các bạn, cùng với đó là Lycaon để hút sát thương từ hai đứa này, hai đứa hệ bóng đêm, và kèm với đó là Caron hệ lửa luôn các bạn, để cho nó có cao tờ được thì tốt, còn không thì thôi thôi kệ. Chúng ta cùng vào team đầu tiên thì nhanh gọn lẹ thôi các bạn. Mục tiêu chính là team thứ hai. Team địch rất là chậm, cho nên không phải lo lắng gì cả, mình chỉ cần buff lên và như vậy mình chỉ cần provoke Izeria. Ok, xong win game, chúng ta Soulburn. Quá win luôn rồi, không thể nào. Chúng ta chiêu cuối, chúng ta stun hoặc là tiêu diệt, cái nào cũng được. Ok, và chúng ta như vậy không crit, phải ráng không crit một đòn mới chịu. Rồi xong. Ok, team 2 các bạn, tiếp mục chính. Tomoka bay lên, Tomoka sẽ tấn công Caron. Trời, mém chết. Rồi như vậy. Ok, Bellona sẽ tấn công, nhưng Abigail sẽ bảo kê. Đó, tốt đẹp liền. Hết tốt đẹp rồi, hết tốt đẹp rồi, bình tĩnh. Rồi Sermia sẽ làm trò này. Này thì Sermia cao tờ giùm cái đây, khổ ghê. Chúng ta sẽ như vậy với Bellona, hơi bị phí ha, đúng ra là phải đưa vô đứa khác tại vì Bellona đang bị curse. Luluka hy vọng là đủ sát thương để tiêu diệt, chắc là đủ mà nhỉ. Ôi giời, thừa. Vậy Seeker sai á. Trời ơi, không cao, không cao tờ là không cao tờ. Chán thiệt. Rồi bye. Ok, trận đầu tiên các bạn. Ok, trận thứ hai các bạn, team đầu tiên chúng ta có Sisa, Bellona, Aula và Hoa Dâm. Thì mình đoán là Aula sẽ đi trước, và khi đó Celine của mình sẽ bay lên, cũng như là Winter của mình sẽ bay lên. Chúng ta có Yuha ở đây để mà, Yuha đứng đây đi, để mà đỡ đòn của Hoa Dâm các bạn, và hy vọng là Celine và Winter sẽ xử lý được cả team còn lại. Ở dưới này thì chúng ta có Carrick, Moonlight, Arbiter Vildred và Fallen Cecilia. Thì mình cũng dùng combo như cũ, Abigail và Moonlight Caron. Kèm vào đó thì sẽ dùng Moonlight Carrick để buff immunity cho Caron các bạn. Rồi vào thôi. Team đầu tiên team đầu tiên mình đi trước, không phải Aula đi trước. Mình đi trước thì mình stun, stun Hoa Dông. Rồi easy game thôi. Ủa không, hình như stun Hoa Dông là một nước đi không ổn, tại vì kiểu gì Celine cũng sẽ đánh Hoa Dông. Đúng không ta? Chính xác, Celine tiễn Hoa Dông lên đường. Winter hồi chiêu, Celine tiễn Seaside và Lona lên đường. Ôi nói chung team này không có gì, không có gì phức tạp. Rồi bây giờ thì một mình Aula thì làm được gì, đâu có làm được gì đâu. Bắn headshot. Team số 2 các bạn, team số 2 mới là nhân vật chính, vở kịch chính. Chúng ta buff immunity trước, bên nó thì cũng buff immunity lên. Như vậy mình sẽ strip của Fallen Cecilia để mà có thể phá máu, hy vọng phá được miếng máu. Trời ơi, không strip được. Chán thiệt. Này thì skill noon. Đó, skill noon. Yeah.
strip RB đi để cho nó đừng có attack buff. Strip được chết liền. Trong khi nó lại strip được mình. Không thể hiểu nổi. Ok, game. Chúng ta giết RB. RB sẽ làm trò này. Nhưng mà mình không có immunity. Ôi chết 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 chết. Chết chết chết. Kháng không sao. Rồi, đơn thuần như vậy thôi. Bây giờ thì cứ đánh Fallen Cecilia để RB nhận xét thương. Đó, cứ vậy thôi. Đó, này thì đánh. Rồi, tới luôn, tới luôn. Bây giờ thì chắc mình cứ đánh Calric đi, tại máu của nó còn quá trời. Nãy giờ không nhảy passive lên. Yeah, 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 yeah. Yeah 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 yeah, goodbye Fallen Cecilia. Soulburn là gì vậy? Tăng sát thương đầy Soulburn rồi tiễn khách. Ui trời ơi, 11 ca máu. Ok, đó là trận thứ hai các bạn, cũng khá là vui. Ok, team thứ ba các bạn, bên địch chúng ta có Alencia và Aravi cùng với lại Jhin support. Thì mình sẽ dùng hai hero hệ lửa các bạn để Alicia có thể tập trung đánh Kheron, cũng như RV cũng có thể tập trung đánh Kheron, còn GN thì có thể đánh thường vào một trong hai hero này, nhưng mà GN là support các bạn cho nên sát thương chắc không cao lắm đâu. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có ba hero hệ bóng đêm, Estene, Karik và Crozet. Thì khi mà Karik hoặc là Crozet buff lên, mình sẽ có Celine. Celine hy vọng sẽ chọc được Estene rồi xong. Hết phim. Còn lại thì chuyện của Karik lo với lại chuyện của Winter lo. Ok, trận đầu tiên các bạn, TN đi trước. Ok, chắc là mình sẽ buff crit dam lên. Không biết có ổn không ta? Hình như là không ổn, tại vì Alencia có thể strip được buff. Ồ không, nhưng Ravi đi trước. Vậy thì ăn đòn này đi Ravi. Ú la la, strip buff. Ừ thôi, khổ ghê á mẹ. Chúng ta còn phải tiêu diệt Alencia nhanh gọn, bởi vì nó là hero có thể strip up. Hy vọng có thể strip được Alencia. Vậy là strip chưa vậy? Strip được rồi, ok. Giải bài game. Bình tĩnh. Ê, vậy là chết cây Kheron rồi hả? Mắc cười ghê trời. Hồi máu. Hồi một tí máu. Chịu không nổi luôn. Tiêu diệt Alencia lẹ lẹ hả? Bây giờ Alencia có còn quan trọng nữa không ta? Có, tại nó bấp defense. Thôi vậy cứ tiêu diệt lẹ lẹ đi. Sunburn đi nhỉ. Giống Sunburn đã support ra view. Khùng ơi là khùng. Toàn bỏ tay chấm cơm canh mắm muối. Phá máu. Hay quá. Từ, nếu vậy thì không đụng vô Ravi làm gì. Trời ơi, lại búp lên hả? Khó quá vậy. Crit đi hả? Crit, làm ơn crit. Mặc dù có kháng crit. Rồi không crit được rồi, toàn rồi. Đánh TN. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi. Toàn. Ok, qua team này gỡ lại. Ôi team này ngộ nghĩnh quá vậy. Team này giờ làm gì? Chúng ta stun. Không, chúng ta đừng có. Không mà thôi kệ đi, cũng không sao. Stun Calric. Vậy có đúng không ta? Đúng ra là cứ để Calric búp lên chứ hả? Mình sẽ búp lên. Xong rồi bên nó thì Crozet sẽ búp lên. Và mình vẫn sẽ chọt. Nhưng mà mình sẽ bị giảm sát thương. Phải không? Không, nhưng mà Celine chọt mà đâu quan tâm. Trời chúa ơi, cái gì vậy? Miss Celine ơi. Nước đi ban đầu hơi bị xàm.
Đúng ra nước đi ban đầu đánh Crozet là thắng rồi. Trời ơi, thiệt tình. Ok các bạn, đó là Guild ngày hôm nay. Trận cuối hơi bị mất não một tí. Nhưng mà anyway, bây giờ sẽ vào tới mục Credo. Hôm nay mình có sử dụng Illinath các bạn, Winter, Kayron hệ lửa, Eda các bạn. Hình như có Yuha đứng làm cảnh. Celine các bạn. Có Vildred, Conqueror Lilias, Twisted Eidolon Kayron, Mediator Kawarik. Nhân vật chính các bạn Abigail. Nhìn chung thì build cũng chưa tới đâu nhưng mà trình diễn thì cũng được. Tạm chấp nhận được các bạn. Và đó cũng chính là toàn bộ hero mình dùng trong Guild Wars ngày hôm nay. Hy vọng là có thể đem lại một vài phút giây giải trí. Còn bây giờ thì chắc mình xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.